Xin chào các bác nhé. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung xin được quay cho các bác một cái lô cây đu đủ. Đây là vì sao đu đủ thì rất là nhiều, nhưng mà em lại hay quay cho các bác bởi vì đây là đu đủ lùn cao sản. Loại này là loại và chuyên trồng để thu quả nhiều năm, và đặc biệt là cây này chuyên sử dụng để trồng trên chậu vào các dịp Tết của mình mà bán 1 triệu rưỡi 2 triệu một cây ấy. Còn cây có quả mà lùn ở trên chậu ấy. Loại này đặc biệt là giống cao sản, giống mới được chọn lọc và ăn quả rất là ngon. Dòng này có xuất xứ từ Thái Lan các bác nhé. Nó đã du nhập về Việt Nam được khoảng 4 đến 5 năm nay rồi, nhưng mà bây giờ ngày càng phát triển và được rất là nhiều nhà vườn thích trồng giống này, cũng như là những nhà vườn chuyên trồng cái giống này trên chậu để lấy quả bán vào dịp Tết thì toàn đặt hàng cho nhà em ươm thôi, vì giống nhà em bán rất là chuẩn. Các bác nào mà muốn mua cây đu đủ lùn cao sản này thì liên hệ với nhà vườn Đạt Nhung. Ngoài ra nhà vườn em còn bán có cả đu đủ ăn quả thông thường như là đu đủ Đài Loan này, đu đủ Hà Lan, và có cả đu đủ đực thu bông nữa các bác nhé. Các bác mua đu đủ thì cứ liên hệ với nhà em bán giống nào là chuẩn giống đấy, bởi vì theo em ấy thì cái tiền giống nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng cái tiền đầu tư chăm sóc ấy rất là nhiều. Nên các bác mua hàng, các bác lựa chọn được giống chuẩn thì các bác không mất cái thời gian chờ đợi và cũng không mất những cái công sức và các cái chi phí đầu tư cần phải có cho một cây trồng. Các bác cần thì liên hệ trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung nhé. Em luôn để số điện thoại ở trên bài đăng rất là rõ ràng đấy ạ.